Xin mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Nhà phố Vân Nguyên, chuyên bán nhà phố khu vực Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Vân xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một căn nhà nằm trên trục hẻm đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh. Nhà có diện tích 37m² với phân khúc giá 3 tỷ hơn. Hẻm trước nhà gần 2m, cách hẻm xe hơi 30m, cách mặt tiền Nơ Trang Long 100m. Nhà có hướng chính là hướng Bắc, phù hợp với các khách hàng có mệnh phong thủy là Đông Tứ Trạch. Diện tích ngang 5m3, dài 7m5, diện tích thực tế là 37m², diện tích công nhận trên sổ là 33.7m². Kết cấu gồm 1 trệt, 1 lầu. Công năng gồm có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đây là khu vực bếp, được trang bị sẵn một hệ bếp trên dưới, một bộ bàn ăn 4 ghế. Không gian phòng khách bao gồm một bộ ghế sofa, bàn mặt đá hoa cương. Trong không gian tầng trệt này có một phòng ngủ, phù hợp cho người lớn tuổi, được trang bị đầy đủ giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm. Đây là nhà vệ sinh của khu vực tầng trệt. Vâng, xin mời mọi người cùng tiến lên khu vực lầu 1. Không gian lầu 1 này bao gồm 2 phòng và một nhà vệ sinh. Phòng ngủ thứ hai được gia chủ trang bị đầy đủ giường ngủ, tủ quần áo và bàn trang điểm. Hai phòng ngủ này có ban công phía ngoài thông với nhau. Đây là nhà vệ sinh ở lầu 1. Phòng thứ 3 này có thể trang bị nội thất làm phòng ngủ thứ 3 hoặc có thể dùng làm phòng thờ. Và với căn nhà nằm trên trục hẻm 290 đường Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh này, diện tích 37m², có 3 phòng ngủ, đang được gia chủ chào bán với mức giá là 3 tỷ 950 triệu còn bớt lọc. Nếu mọi người có quan tâm đến căn nhà này, xin hãy liên hệ với Vân qua số điện thoại được hiển thị bên góc trái của màn hình. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những căn nhà đang được chào bán. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.